Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm một sản phẩm khá là phổ thông và giá tiền thì cực kỳ là hợp lý và rẻ ở thời điểm hiện tại. Đây là chiếc Kia Sorento phiên bản máy xăng bản full mọi người nhá. Máy xăng bản full 7 chỗ, số tự động. Hiện tại chiếc xe này giá chỉ hơn 300 triệu thôi, rất là rẻ và hợp lý ở thời điểm này. Gần như trước đây khi mà để mua được cái chiếc này thì mọi người sẽ phải bỏ ra một khoản tiền nó lớn hơn, phải chi phí nhiều hơn cho cái dòng này. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì chiếc xe này bây giờ đã rất là rẻ rồi. Thời điểm này giá xe bây giờ cũng đã xuống đến đáy rồi và cực kỳ là hợp lý rồi. Chiếc này màu nâu mọi người nhá, màu nâu và nội thất bên trong màu đen. Chiếc xe này chạy 8 vạn km vô lăng đấy ạ. Ở đây thì trên bản full thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời đôi mọi người nhá. Đó, có hai cửa sổ trời trước và sau cho phiên bản Sorento, một trong số những chiếc xe mà đầy đủ option, full option cho cái dòng này. Bởi vì trước đây nếu như cạnh tranh trực tiếp với nó thì sẽ có Toyota Fortuner. Nếu như mà Fortuner ấy, ở thời điểm này, một chiếc 2013 thì giá của nó cũng vẫn còn khá là cao, rơi vào khoảng 400 mấy đến 500 triệu, thì tại sao mọi người không lựa chọn một chiếc xe phù hợp hơn với cá nhân mình mà lành hơn, lại đầy đủ option hơn. Ở cái đời này thì Kia Sorento đã được trang bị thêm rất rất nhiều những cái tính năng. Ví dụ như ga tự động cruise control này. Ở đây thì chúng ta sẽ có đèn auto, gạt mưa auto, và có hệ thống điều hòa auto, cộng với lại có màn hình Android đã được trang bị thêm mọi người nhá. Đó, ghế bên trong này cũng rất là mới. Thảm trải sàn 5D một trong số. Và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ có hai cửa điện mọi người nhá. Xin lỗi mọi người, ghế điện mọi người nhá. Hai ghế điện chỉnh bằng điện. Những cái option này thì ở trên Fortuner, cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó thì gần như là không có rồi ạ. Đây, cửa sổ trời này thì tất nhiên là Fortuner không có rồi. Ngay cả đến thời điểm bây giờ 2021 thì Fortuner vẫn không trang bị những cái option như là cửa sổ trời. Ở phần cốp đằng sau thì hiện tại em đang đỗ xe, nó hơi sát vào trong lề, nhưng mà hiện tại thì xe còn khá là mới và đẹp. Đó mọi người nhìn này, lốp thì cũng vẫn còn khá là dày, tuy nhiên nó hơi bụi bẩn một chút nha mọi người nhé, vì ở Hà Nội hiện nay hôm nay là đang mưa. Tất nhiên là cái xe đã qua sử dụng như thế này thì chúng ta không thể nào tránh được những cái hao mòn theo thời gian, những cái vết xước hay là những cái khấu hao mọi người nhé, không tránh được đâu. Bởi vì giá tiền của nó bây giờ cũng đang rất là rẻ. Ví dụ một hai cái điểm xước sát này em sẽ vệ sinh sau này, đơn giản thôi. Xe mới mua và hôm nay đang là kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 cho nên là chưa cho xe đi làm ngay được. Đó. Về tổng thể thì chiếc xe này vẫn còn rất là đẹp, phù hợp với cái giá tiền mà mọi người bỏ ra trong cái khuôn tiền. Màu nâu, màu này thì cũng nhẹ nhàng và vừa phải thôi, nó không đậm nét lắm nhưng cũng khá là ok. Nói chung là hợp lý và vừa cái khuôn tiền bỏ ra, tầm tiền như thế là ổn rồi. Đó. Thì ơi, lấy anh mượn cái chìa khóa của xe Sorento đây. Em sẽ lấy chìa khóa để nổ máy cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Chiếc xe này rất là mới luôn. Nếu mà so với một chiếc cùng đời nhé mọi người nhé, cùng phân khúc, cùng cái tầm tiền, cùng cái đời này, thì cá nhân em thấy chiếc này là ổn và đầy đủ hai chìa khóa. Những cái xước như này nhỏ, xước nhỏ nhé, như này là bình thường mọi người nhé. Còn so với đời và so với tầm tiền thì chiếc này khá là hợp lý và ngon rồi. Đẹp rồi đấy. Đó, ghế đây. Cả hai cái hàng ghế sau nữa cũng còn rất là mới và chuẩn. Đó. Đây. Xe đề nổ. Đấy, là còn có cả đề nổ start top nữa. Mà trong khi những chiếc xe cùng đời như là Fortuner hay các đối thủ khác thì không có mọi người nhé. Chạy được 86.000, gọi là 87.000 đi, 87.000 km. Ở đây thì có màn hình Android đã được trang bị rồi. Chúng ta có thể nghe nhạc YouTube, đàm thoại rảnh tay, mọi thứ ok. Được lắp thêm thiết bị giám sát hành trình ở đây mọi người nhé. Camera hành trình này. Đó, thiết bị giám sát hành trình. Các anh chị nếu muốn xem thực tế chiếc xe này ấy, thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em ở số 3 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội mọi người nhá. Đây, số 3 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy có địa chỉ đấy ạ. Để cho các anh chị cùng xem và tham khảo về cái dòng này. Xe thì khá là đẹp và mới. Thật sự là mới ở cái tầm tiền đây mọi người nhìn này. Màn hình Android đã có thể lướt YouTube một cách nhẹ nhàng và đơn giản, cực kỳ là hợp lý rồi. Đấy. Ghế chỉnh điện nữa. Một trong số những cái option mà em thấy cực kỳ là hữu dụng, mà đặc biệt là có thể chở được 7 người, rộng rãi gia đình mà chạy con này thì hết ý luôn. Tầm tiền thì vừa phải.
có 300 mấy thôi. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc Kia Sorento phiên bản full máy xăng, sản xuất năm 2013, màu nâu mọi người nhá. Biển số Hà Nội, chạy 8 vạn 7 km. Giá của chiếc xe này thì bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 389 triệu mọi người nhá. 389 triệu ạ. Có thể hỗ trợ mọi người check test mọi nơi, và tất nhiên là xe đã qua sử dụng rồi thì không thể đòi hỏi nó quá nhiều, nhưng yên tâm là máy móc zin và không có đâm đụng mọi người nhá. Đó. Còn lại thì chi tiết hơn các anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng của em ở số 3 Nguyễn Khánh Toàn để cùng xem xe và trải nghiệm thực tế về dòng xe này. Em là Song Thảo, chuyên mua bán ô tô tại Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại và mọi người những video tiếp theo ạ.